Rồi chuẩn bị, từ từ để thầy lấy mấy trái ớt đó nha anh em. Chờ thầy tí. Mười ke anh em. Đi anh em ơi. Anh em ơi, vuốt anh em ơi. Trời ơi. Trời ơi, 10 ke 200 anh em vải lòng. Chào 10 ke anh em. Anh em thấy tô mì của thầy chất lượng chưa anh em? Anh em thấy chất lượng không? Anh em nấu không ngon thôi. Anh em nào mà nấu tô mì của thầy không ngon nữa thì thôi. Ừ, nó ngon rồi cho anh em. Ngon tuyệt vời luôn anh em ơi. Anh em nhìn trứng nè. Anh em nhìn mấy cái trứng 10 ke rưỡi rồi anh em ơi. Đang tăng. Trời ơi. 11 ke. Vãi lòng. Tăng một lần 500 luôn anh em ơi. 11 ke 6. Trời ơi, gần 12 ke rồi anh em ơi, gần 12 ke rồi anh em ơi. Trời ơi. 12 ke 6. Trời ơi, vãi lòng. Vãi lòng thật sự. 13 ke. 13 ke 3. Vãi lòng. Hồi nãy có một bạn nói là chuẩn bị lên 15 ke. Trời ơi, lần này là lên thằng thứ tư nè anh em ơi. 14 ke rồi anh em ơi. 20 ke luôn đi thầy. Anh em đừng có nói là lên 20 ke nha, thầy cũng quải lòng anh em luôn á. 14 ke 4. Trời ơi. 14 ke 600 anh em rồi trời ơi. Năm mờ tim. Trời ơi. Năm mờ tim rồi anh em ơi. Năm mờ tim. Anh em biết ngày hôm qua lên bao nhiêu mờ tim không? Đố anh em. Hồi trưa thầy like 40 ke người xem mà bao nhiêu mờ tim anh em? Anh em comment 10 ke. Trời ơi, 10 mờ. Họ chưa có xem video, họ chưa có xem livestream của thầy hay sao vậy? Sao biết 10 mờ hay dữ vậy? Hồi trưa hơn 10 mờ tim anh em à. Quải lòng. Thiêu luôn bát mì. Thôi bây giờ thầy múc ăn nha anh em. Đói bụng rồi anh em à. Mì tôm này ăn ngon lắm anh em à. Mời anh em nha. Mời bè kè anh em. Quất. Ngon quải lòng. Thầy đố anh em. Hồi nãy giờ thầy like tổng bao nhiêu người xem rồi? Coi thử anh em đoán có đúng không? Hồi nãy giờ thầy like tổng bao nhiêu người xem? Bao nhiêu ke? Không phải 20 ke. Từ đầu tới giờ tổng hết luôn á. Tám mươi ke sai rồi em ơi. 300 ke sai luôn em ơi. Để thầy coi chính xác lại. 400
107k người xem. Coi thấy thầy like bao nhiêu phút. Ôi vãi lòng, chưa tới một tiếng. Thầy like nãy giờ chưa tới một tiếng. Mè muốn hơn 400.000 người xem. Vãi lòng thật sự anh em ơi. Một tiếng, chưa tới một tiếng đồng hồ để hơn 400.000 người xem rồi. 407. Đù sao mà xem được hay dữ vậy? Sao em biết 407 dữ vậy anh em? Sao thằng nào nó xem hay dữ dằn vậy trời? 6k4. Thôi quốc anh em ơi. Còn 6k anh em ơi, chuẩn bị tí nó lên lại á. Chào 5k6 anh em. Mì tôm này ngon lắm anh em à. Nè cái này mới ngon nè. Ngon quá ngon. Ăn không thử. Táo tôi đút trong miếng nè, cái này ngon lắm nè thử. Thử. Ăn không? Hả? Mời anh em miếng trứng nha. Trứng này nó chưa chín hung, ăn nó mới ngon. Trời ơi nó ngon, nó là hò tan trong miệng luôn, nó ngon thiệt anh em ơi. Hò quất. Mời anh em. Anh em thấy ngon không? Em xin miếng. Mua em một gói mì hình như mười mấy ngàn em à. Trời ơi. Mì trộn nha em. Mời anh em nha. Cảm ơn Minh. Trời ơi. Cảm ơn Minh nha em. Trời ơi. Chào 4KB anh em. Quải lòng. Cảm ơn cái bạn mới vừa tặng hai con mắt nha. Trời ơi, cô thứ ai tặng gì? À, Minh Nguyễn. Cảm ơn Minh Nguyễn. Trời ơi, bạn ấy tặng cho thầy con mắt, nó bằng hai cái mũ anh em mà. Trời ơi, vãi lòng, cảm ơn Minh Nguyễn. Cảm ơn bạn nhiều nha bạn ơi. Thật sự là quá vãi lòng. Hôm nay sao anh em dành tình cảm cho thầy dữ dằn vậy trời ơi. Chào 4K1 anh em nha. Mì siêu cay đúng rồi em ơi. Có thèm thì reo. Cảm ơn Minh Nguyễn. Chào ơi. Cảm ơn Minh Nguyễn nha. Chào ơi. Hai con mắt. Chào ơi. Cảm ơn Minh Nguyễn. Hai con mắt bằng 4 cái mũ. Quẩy lòng. Sau nè, dạo này anh em thương thầy dữ vậy anh em. Trời ơi. Cảm ơn Minh Nguyễn nhiều nha. Trời ơi. Mũ gì vậy thầy? Cái mũ đỡ màu tím tím á anh em ạ. Quốc anh em ơi. Lột trứng mè nó bị bấy quá anh em ạ. Đó. Màu trắng, trứng trắng ăn ngon lắm. Anh em nghe cái rọt không? Ngon anh em. Ngon. Ngon quá anh em à. Cái này mới ngon anh em. Cái trứng này mới tuyệt vời nè anh em ơi. Anh em nhìn nó đẻ không? Anh em nhìn đẻ không? Anh em nhìn hấp dẫn không?
quốc anh em ơi. Trời ơi nó ngon, nó ngon, nó ngon quá anh em ơi. Trời ơi nó ngon. Trời ơi nó ngon quá hay lòng luôn anh em ơi. Trời ơi. Chào bé cái tư anh em nha, trời ơi. Nhảy tuyệt đối. Không thương ấy. Nó chịu rồi. Quốc anh em ơi. Ngon. Ngon mỏi lòng. Mời anh em nha. Tại múc ban gọng cho anh em xem. Nhìn cái lòng đỏ nè. Ê. Vãi lòng. Quẩy lòng. Quẩy lòng thật sự. Thôi. Quẩy lòng. Đây anh em ơi, thầy đỡ gần vô cho an toàn. Ngon. Ngon quá anh em ơi. Trời ơi. Ngon quải lòng luôn anh em ơi. Quốc. Ngon. Ngon quải lòng. Quá ngon anh em à. Ngon. Ngon quá anh em à. Ngon thiệt hả cho. Cái này vẫn ngon à. Mời siêu cây anh em à. Đa ngon. Trời ơi. Phải nói là nó quá ngon luôn anh em ạ. Trời ơi nó ngon tuyệt vời luôn anh em ơi. Ngon. Uống miếng nước đá anh. Trời ơi. Ngon. Trời ơi nó xuống. Ăn nửa đi thầy. Thôi thôi em ơi. Nãy thầy ăn một tô cháo rồi. Xong thầy quất thêm hai gói mì nữa chứ không phải giỡn đâu quay anh em à. Trời ơi nó ngon. Nó ngon đến nỗi mà giống như lần đầu tiên mình ăn mì tôm vậy anh em à. Nói thiệt chứ anh em là
Mì tôm của thầy á, nó còn ngon hơn cua hồn đế nó anh em ạ. Hai gói mì tôm của thầy nó có 30.000 thôi, mình ăn nó ngon quá với lòng luôn. Hai gói mì tôm 30, 5 cái trứng 15.000 nữa, gần 50.000, rồi 50.000. Tô mì tôm thầy nãy giờ thầy ăn thầy review cho anh em là 50.000 chứ không phải dưỡng đâu nha anh em. Giá trị 50.000 anh em à, cho anh em đừng có dưỡng. Hai gói mì tôm 30, chứ sao em, hồi giờ ăn em không ăn mì trộn không? Anh em giải thích ra cho bạn đó vì sao hai gói mì của thầy tới 30.000. Anh em comment ra để cho bạn đã biết giùm thầy đi anh em ơi. Trời ơi, không phải tiền ghê em ơi, không phải tiền ghê đâu em. Mắc vậy thầy, em mua một ke một gói, hai gói 24 ke thì cho nó bê chọc luôn đi em. Thì bây giờ có 6.000 nữa thì mình tính bê chọc luôn đi. Thầy vãi lòng anh em thiệt chứ. Trời ơi ai tặng vậy? Cảm ơn Minh Nguyễn. Trời ơi, sao tối nay Minh Nguyễn tặng cho tôi dữ dằn vậy trời. Trời ơi Minh Nguyễn ơi, cảm ơn bạn nha Minh Nguyễn ơi. Trời ơi Minh Nguyễn ngồi tên đó thầy cô thôi, Minh Nguyễn tặng cho thầy cái gì vậy trời ơi. Lần đầu tiên mà thầy được mấy cái món què nhìn lẹ quái lòng luôn anh em ơi. Có món què đó là cái gì trời. Ăn ghè đi thầy, no rồi anh em ơi, mai ăn tiếp. Giờ no. Đù quải lòng 5MB tim, quải lòng thiệt sự. Anh em ơi, thật sự là qué quải lòng. No chưa thầy? Chưa no lắm anh em ạ. Thầy chưa no lắm. Ngon, quá ngon. Thôi bây giờ thầy đi ban két nha anh em. Chào một ke 8 anh em nha. Mới ăn xong đẻ quá anh em ơi. À, cuộc sống này quá bon chen, vì cuộc đời hạnh phúc êm đềm, thành phố buồn dường như đã mỏi, đường quanh co viên gót thông xà. Chào 1.700 anh em nha. Sao dạo này anh em tặng què cho thầy nhiều quá anh em ơi. Trời ơi thầy cảm ơn anh em tiếp quá trời ơi. Chào một cảm ơn Minh Nguyễn. Trời ơi tặng cái nón nữa trời ơi. Minh Nguyễn ơi, sao mày tối nay tặng cho tôi dữ dằn chị Minh Nguyễn. Trời ơi quái lòng, quái đạn thì có chứ. Sao tối nay cái bạn Minh Nguyễn mày bạn tặng cho tôi dữ dằn gì trời ơi, quái lòng thật sự.
Minh Nguyễn yêu của thầy á. Thôi nhanh Minh Nguyễn ơi, đừng có nói Minh Nguyễn yêu tôi nhanh Minh Nguyễn ơi, đừng có phải lòng nhanh Minh Nguyễn ơi. Thôi đi ra bèn két nha anh em. Thôi đi bèn két anh em ơi, ăn cho nó tiêu anh em, nó tiêu hóa nhanh. Mình lao động nó tiêu hóa nhanh anh em à. Chào 1.500 anh em. Thôi nạp miếng binh đó trước khi lao động á. Anh xin mời em. Sao bữa nay nó bị ho bị đau đầu vậy ta? Chắc bữa nào thầy đi khám thử với anh em ơi. 1.900 rồi anh em ơi, mà 2.000 tăng lại rồi anh em ơi. 2.200 trời ơi, 2.500 rồi trời ơi, 2.700 chào quân vãi lòng, đang tăng lại anh em ơi, 3.100 rồi chứ sao tự nhiên nó tăng dù dù vậy trời ơi. Hút lé đu đủ đi thầy, cái thằng này ở gần đây chắc thầy liếm em luôn quá, tự nhiên em kêu thầy liếm lé đu đủ em. 4 ke rồi trời ơi, 4 ke người rồi anh em ơi. Trời ơi sao cứ tăng lên hẻ xuống miết vậy anh em. Vãi lòng thiệt, 4 ke 7 trời ơi. Gần 5 ke rồi anh em ơi, gần 5 ke người xem rồi anh em ơi. Vãi lòng, trong khi thầy chưa quay mặt thầy luôn anh em ơi. 5 ke 1 anh em rồi, vãi lòng. 5 ke 2 5 ke 2 5 ke 4